Thank you.
Sáng ngày 29 tháng 2 năm 2016, tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, công ty Netco đã tổ chức ký hợp đồng cho 75 thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc trong tháng 3 năm 2016. Như vậy, tính đến hết tháng 2 năm 2016, Netco đã đưa được 90 thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc. Tham dự buổi ký hợp đồng có 75 thực tập sinh và gần 300 người thân của các thực tập sinh. 75 thực tập sinh sẽ sang Nhật Bản làm việc trong tháng 3 năm 2016 thuộc các ngành nghề điện tử, gia công cơ khí, đóng hộp, nhựa, hàn, bao bì, xây dựng, cơ khí. Nói chuyện tại buổi ký hợp đồng, đồng chí Bùi Kim Sơn, giám đốc công ty đã giải thích với các thực tập sinh và người đại diện về chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản. Chương trình thực tập sinh Nhật Bản ra đời với mong muốn giúp các nước đang phát triển đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật thông qua công việc để nâng cao kỹ năng và ý thức tổ chức kỷ luật trong công việc. Sau khi kết thúc thời gian thực tập kỹ thuật tại các công ty, xí nghiệp tiếp nhận của Nhật Bản, người lao động sẽ trở về nước và sử dụng những kỹ thuật, kỹ năng làm việc, khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất đã được học trong thời gian thực tập, áp dụng vào công việc và cuộc sống để phát triển kinh tế gia đình và đất nước. Đồng chí Bùi Kim Sơn cũng thông tin cụ thể về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thực tập sinh và công ty phái cử Letco, giải đáp những câu hỏi của thực tập sinh và người thân về các điều khoản cam kết trong hợp đồng. Đồng chí giám đốc đề nghị gia đình các thực tập sinh cần phối hợp chặt chẽ với công ty Netco trong công tác quản lý thực tập sinh để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có khi con em mình làm việc và học tập tại Nhật Bản. Tại buổi nói chuyện, giám đốc Bùi Kim Sơn cũng chia sẻ với các thực tập sinh những kinh nghiệm và cách thức hòa nhập với cuộc sống tại Nhật, lưu ý các em một số nội dung cần quan tâm và những điều cấm kỵ khi làm việc và học tập tại Nhật Bản. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian thực tập kỹ thuật ở Nhật Bản, các em cần thực hiện tốt hai mục tiêu là tích cực làm việc kiếm tiền và học tập nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc, đặc biệt là vốn tiếng Nhật để nâng cao giá trị sức lao động. Tại buổi ký hợp đồng, luật sư Dương Minh Doan, trưởng văn phòng luật sư Dương Lê đã gặp gỡ và trao đổi với các thực tập sinh cùng gia đình, thông tin về các điều khoản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các bên đã cam kết trong hợp đồng, đồng thời giải đáp những câu hỏi của thực tập sinh và người thân để các bên hiểu và thực hiện tốt hợp đồng đã ký kết. Sau khi ký hợp đồng, 75 thực tập sinh sẽ xuất cảnh trong 5 đợt, từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 2016.